Hướng cái cây. Đứng đâu bạn này? Bạn này, nhảy ra tấn nhờ đi. Chuyển sang kỹ thuật số 2 là kỹ thuật gì? Đá, đúng không? Thì bây giờ ta không đi bước tấn dài này nữa mà ta phải đi bước tấn sau và tấn tiếp của mình. Thì các bạn thu chân này về trụ theo nguyên tắc bình thường, chứ chúng ta không để chéo ra đây nữa, cứ đẩy thẳng ra là chuyển đấu thôi. Gọi là chuyển tấn thôi mà. Đến đoạn thứ 5 các bạn hết to. Thế là mày nghiêm và quay về.